Chào mừng các bạn đến với kênh Mẹ và Cuộc Sống. Sau đây là tin 6 mẹo trị mụn cám nhanh và hiệu quả tại nhà. Phần 5. Mẹo trị mụn cám từ lòng trắng trứng gà. Đánh tan lòng trắng trứng với một vài giọt nước cốt chanh, sau đó rửa sạch mặt. Xông hơi mặt với nước ấm 10 phút để da mặt thông thoáng, lỗ chân lông giãn nở. Bạn sẽ dùng tấm mặt nạ nhúng vào hỗn hợp chanh, lòng trắng trứng và đắp lên mặt. Sau đó, để đến khi mặt nạ khô hoàn toàn, bạn hãy dùng tay nhẹ nhàng lột mặt nạ ra, thì mụn cám và mụn đậu đen sẽ theo mặt nạ ra ngoài rất dễ dàng. Sau đó, bạn hãy rửa mặt sạch và thoa kem dưỡng ẩm lên da. Thực hiện một lần một tuần nhé. Theo nguồn tin, mẹo vặt9.com